Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại Bảo đang có mặt tại xã Nhân Hải của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng hôm nay Bảo đến đây, Bảo sẽ quay lại khung cảnh mùa hè tại xã Nhân Hải như thế nào nha. Bảo sẽ quay lại, Bảo sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip. Sáng hôm nay khí hậu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng như xã Nhân Hải, thời tiết thì cũng nắng ấm nha. Đến đây thì bộ cũng có thấy có rất nhiều bà con đến đây đều cũng đi du lịch. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng nha. Còn đây là gành đá của xã Nhân Hải nè. Gành đá này rất là đẹp nha cả nhà. Bộ sẽ leo lên trên, bộ sẽ quay lại toàn cảnh khu xã Nhân Hải này cho cả nhà xem nha. Đường lên thì đá rất là gờ luôn. Đây là những cái khối đá rất là đẹp luôn cả nhà. Qua năm tháng của lịch sử bào mòn của tự nhiên thì những khối đá này rất là đẹp, rất là trong trên nha. Đây là cũng gần rất là đẹp nè. Nước thì rất là trong xanh nha. Mấy hôm mà bộ đến đây thì bộ thấy có rất nhiều bà con đến đây câu cá. Mà hôm nay thì đầu tháng hay sao cũng không thấy bà con đến đây câu cá nha. Còn đây là toàn cảnh khu xã đảo Nhân Hải nha. Hiện tại thì xã đảo Nhân Hải cũng nhà nước cũng đang đầu tư một cái bờ kè rất kiên cố, rất đẹp nha, rất đẹp luôn á. Nhà thì bà con cũng xây nhà cao tầng nhiều để phục vụ cho làm du lịch nha các nhà. Hôm nay thì nước cạn nha, sáng mùng 1 nước cạn. Cũng bà con cũng đến đây cũng vui chơi nhiều cái trò chơi vui chơi như cũng như chèo thuyền súp nè. Đó, trước mặt cả nhà thì bà con cũng đang chơi trò chơi đó. Còn bên kia thì hòn khô nha. Bà con thơ cano ra ngoài đó thì ăn hải sản nha cả nhà. Khung cảnh rất là bình yên luôn, rất là đẹp. Nếu mà cả nhà đến thành phố Quy Nhơn, cả nhà đi du lịch thì cả nhà phải nên đến xã Nhân Hải nha. Nơi này thì không khí rất là trong lành luôn. Và chụp ảnh selfie thì cũng rất là đẹp luôn nha. Không, cả nhà thấy em không? Khung cảnh rất là đẹp. Đứng trên cao nhìn xuống thì rất là đẹp luôn. Cái diện tích cái gành đá này rất là rộng nha. Rất rộng luôn á. Lên tới đỉnh luôn nè, lên tới đỉnh luôn. Xa xa trước mặt cả nhà là biển Đông nha, biển Đông. Đứng trên đỉnh này thì rất là mát mẻ nha, rất là dễ chịu nha cả nhà. Vào mùa hè thì cả nhà đến đây, cả nhà giải nhiệt thì rất là lý tưởng luôn á. Ăn uống hải sản, tắm biển. Rất là đẹp, rất là thoáng mát luôn. Không khí rất là trong lành. Rất là ấn tượng nha. Xung quanh đảo Hòn Khô thì bộ thấy cũng rất là nhiều cái bè nha, rất là nhiều bè hải sản này. Ở đây thì bà con cũng đánh bắt tự nhiên, chứ hải sản ở đây đánh bắt tự nhiên không nha. Bà con vừa rộng và nuôi sống để phục vụ cho du lịch này.
rất là nhiều luôn á. Chứ mà mấy tháng trước thì bữa đến đây thì bữa không có thấy những cái nhiều cái bìa như thế này nha. Do cái nhu cầu của bà con đến đây tận hưởng cái không khí trong lành và ăn hải sản thì người dân ở đây cũng phục vụ cho bà con chu đáo nè. Đó, đây cũng có một chiếc cano này chở bà con đi dạo du lịch xung quanh cái khu Nhân Hải này. Và những cái chiếc tàu đánh bắt hải sản của bà con thì sáng hôm nay thì cũng cập bờ nha. Đa số bà con ở đây thì đánh bắt vào ban đêm thôi, chứ ban ngày thì không có đi đánh bắt nha cả nhà. Một cái xã đảo mà rất là cận cảnh, rất là yên bình nha cả nhà, rất là yên bình luôn. Còn bây giờ thì khoảng 10 giờ trưa rồi, học sinh thì cũng tan trường nha, những em học sinh cũng đi học vừa nè. Khung cảnh thì rất là bình yên nha. Xá thì cũng rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Bà con ở tháng đây thì ở đây cũng xây dựng sửa cửa nhà cũng rất là nhiều nha. Những cái đống sạn đống cát bên ông chủ phơi mực nè, ruột chú phơi mực, mực hải sản, mực khô nè. Đây là những cái dĩ hải sản này, mực phơi khô nè, đặc sản của Nhân Hải nha. Chú đem phơi mực rất là sạch sẽ, gọn gàng. Đây mực đây chú. Mực đây mực lá mực gì? Chế. Dạ. Nó kêu mực chế. Mực chế hả?
một đây pha khô chắc cũng bán cũng nhiều tiền đó chứ. Ba loại. Dạ. Loại chút cái thì 1 triệu. 1 triệu một loại không? 1 triệu một ký. Phở khô 1 triệu một ký. Dạ. Loại 2 900. Loại 2 900, loại 3 là 800 em. Loại 3 800. Để một con một ký gì cũng mấy con chú? Một ký phở khô á. Một lớn phở khô chừng có 8 con, 9 con. 8 con mà 1 triệu thì cũng được chứ, có đâu không? 8 9 con đấy. Con trăm mấy con này cũng được chứ, mua nhậu tốt chứ. Thì mình khoan vậy là chủ yếu đổ vô hàng tem Sài Gòn. Đổ cho hàng chính vô. Đổ vô mấy bà chủ tầm đó. Dạ, cái hàng này hàng chất lượng mà. Chứ phải trời với mình phơi khô là mình đổ vô. Chủ, bao nhiêu người ta cũng nhận ở đây? Không, có được cái nem nó ăn, còn cái nem mình nó đẹp. Dạ. Nó đẹp nem khác, được mình phơi khô đầu là mình bỏ tủ lạnh. Dạ. Con mực đây hầu lúc mà chưa khô chưa mà chưa làm chứ cũng khoảng mấy lạng một con vút. Khoảng 3 lạng. Ba lần hai lạng rứ, ba lạng rứ rồi vậy á. Dạ. Thì theo lớn nhỏ vậy á. Ở đây mua rồi tới mua cho chú. Mua nó vậy. Đi vô mua này. Đây mực đây mà pha một nén cũng nước cũng ngon lắm. Chú có làm mực một nén không? Có. Có luôn hả? Để đây là pha mực một nén khô cũng có, nén cũng có này. Rồi. Đến đây bà con đến đây du lịch bà con mua cho chú không? Không mở đại lý chú bán ở đây. Chủ yếu là mấy đại lý nó mua nhiều cho còn du lịch ít mua. À, du lịch ít mua chú. Hay là nó mua biếu quà kép rồi vậy á. Dạ. Thấy phao vậy ngon quá mà thấy em muốn nhậu liền quá. Thấy cho mình phao mình bỏ công ra mình phao dùng nước mướt mình phao. Dạ. Kiếm tiền. Dạ. Vậy kiếm ý tên. Dạ. Ở đây công việc cứ vô mùa mình mùa gì làm mùa đó chú. Ừ, cứ mùa cá nó làm mùa cá mà mùa mực nó làm mùa mực. Dạ. Mấy anh chủ nó mướn mình phao làm. Dạ. Dạ. Ủa, con thấy xe du lịch đậu đòn đòn kia mà. Không, vậy với cả nhà. Bà con ở đây phao rất là nhiều mực. Khô. Mực loại đây thì theo thông tin của chú nói thì mực khô và một ký khoảng 8-9 con. Thì loại 1 thì 1 triệu nha. Loại 2 thì 900. Mà loại 3 thì khoảng 800. Không, những cái mực rất đẹp luôn, phao rất là chất lượng. Chú ơi, chắc cũng anh em mấy tuổi chưa? Sáu mốt tuổi rồi. Sáu mốt tuổi hả? Sáu mốt tuổi bây giờ biển là cứng rắn chắc chắn không? Người sẽ chắc làm mướn. Dạ. Chú tên gì? Ừ. Chú tên gì? Thật Tư chứ tên gì? Tư ấy hầu xưa giờ chắc hầu xưa nhỏ lớn lên ở đi luôn nha không? Đi luôn. À, thôi cảm ơn chú nha. Hiện tại thì văn trưa thì bà con cũng ở trong nhà nha. Chứ cứ không có ra ngoài trước trước bãi do trời nắng á. Đi lên tầng kia thì tiếp tục. Mấy đi mùng 1 nha. Mùng 1 bà con cũng nay mùng 1 thì bữa cũng vào bên trong chùa nha cả nhà, bữa viếng Phật nha. Được vào chùa, đây là chùa Hương Mai nè. Đi qua những cái bậc tầng cấp đá thì cũng rất là đẹp nha. Dãy tượng La Hán nha.
La hán nè, những vị la hán nha. Các vị la hán.
Có lẽ Bảo sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bảo chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha. Bye.